Câu trời đánh tránh bữa ăn tuy ngắn gọn nhưng rất lợi hại, nên người Việt ưa dùng để kìm hãm những cơn thịnh nộ có nguy cơ xuất hiện trên bàn ăn. Nhưng vì sao đến ông trời khi đánh cũng phải tránh bữa ăn? Hãy cùng Tinh Hoa TV giải đáp cho câu hỏi này. Trời đánh tránh bữa ăn, thiên lôi hiểu nhầm cô gái hiếu thuận. Chuyện rằng có một gia đình ba người nọ, nhà rất nghèo. Một hôm hai vợ chồng đi làm ngoài đồng, còn cô con gái thì ở nhà nấu cơm. Thương cha mẹ vất vả, cô gái chỉ dám gạn nước cơm mà uống, phần cơm trắng thì để dành cha mẹ. Nào ngờ từ trời lóe lên một tia sét, lôi cô ra quỳ trước sân nhà. Đúng lúc hai vợ chồng đi làm về, thấy con gái đang quỳ dưới đất, từ đâu một mảnh giấy bay đến viết rằng: con gái nhà này không có lương tâm, lén cha mẹ uống nước gạo, nên trời bắt đến canh 3 giờ ngọ sẽ bị sấm đánh. Hai vợ chồng hỏi con gái sự tình, mới biết việc làm của con chỉ xuất phát từ lòng hiếu thảo, nhưng ý trời đã định không thể làm trái. Ba người buồn bã vào nhà ăn cơm lần cuối. Người cha thương con chưa một lần được ăn no, nên nhường phần cơm cho con trước khi chịu tội. Đúng lúc ấy, mây đen ùn ùn kéo tới. Người cha biết thời khắc đã đến, nhưng lúc này họ vẫn chưa ăn cơm xong. Bỗng có cơn gió mang một tờ giấy đến, trên đó viết rằng: vì thời gian ăn cơm trùng với thời gian hành quyết, lôi công không bao giờ đánh người đang ăn, vì thế cô con gái sẽ không bị trừng phạt. Người ta lý giải rằng tránh bữa ăn là cái cớ để lôi công chuộc lại việc hiểu lầm cô con gái, nhưng cũng phần nào nói lên sự công bằng của ông. Một ý nghĩa nữa là ông trời luôn có thể nhìn thấu mọi niệm thiện ác của con người, nên sẽ không có chuyện xử oan cho ai. Từ câu chuyện này mà thành ngữ trời đánh tránh bữa ăn đã ra đời. Từ xa xưa đến nay, tình yêu thương trong gia đình luôn được nuôi dưỡng bằng những bữa cơm hạnh phúc. Hơn nữa, việc ăn cơm của những thành viên cũng hàm chứa rất nhiều đạo lý nhân sinh. Cuộc sống ngày nay, các bậc phụ huynh trong bữa ăn thường giáo dục và trách mắng trẻ. Việc này khiến cho không khí bữa ăn trở nên không vui, làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhà. Do đó câu trời đánh tránh bữa ăn cũng hay dùng để nhắc nhở, khuyên nhủ mọi người hãy quý trọng hơn đến bữa cơm gia đình, hạn chế trách mắng trẻ khi đang ăn. Quý khán giả thân mến, với loạt bài Đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử, để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.